bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lầu cao vạn trượng đều từ dưới đất xây lên. Các em bạn nhỏ của tôi, các em nên biết rằng lầu cao 1 vạn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên. Cây cao 100 trượng cũng từ tấc một mà lớn lên. Con người cũng mỗi ngày mỗi trưởng thành. Lúc còn nhỏ phải lập chí nguyện rồi hướng theo mục tiêu mà tiến tới. Nếu không có mục tiêu, không có tông chỉ, không có đường hướng thì cũng giống như người mù mà cưỡi ngựa mù. Ban đêm có thể rớt xuống hố sâu. Các em coi thử có nguy hiểm hay chăng? Trẻ thơ giống như miếng vải tinh khiết, nhuộm màu xanh thì da xanh, nhuộm màu vàng thì da vàng. Các em tùy theo hoàn cảnh giáo dục mà biến chuyển. Cho nên, người đời nói rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các em chịu sự huân tập nhuộm màu của hoàn cảnh. Sách Tam Tự Kinh có nói rằng, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, cầu bất giáo tánh nãi thiên. Có nghĩa là, con người lúc ban sơ thì tánh tình vốn thuần thiện. Tánh tình của mọi người gần giống như nhau, nhưng do thói quen, huân tập mà người này mới khác người kia. Do đó, lúc còn nhỏ mà không được giáo dục thì tánh tình sẽ thay đổi. Các em thọ hưởng nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành, nếu thực hành được không tranh, không tham, không cầu, không tự lợi, không ích kỷ, không vọng ngữ, thì trong tương lai đối với quốc gia, xã hội, các em nhất định sẽ cống hiến lớn lao. Ở Vạn Phật Thánh Thành đã thành lập Đại học Pháp Giới, Trung học Bồi Đức, Tiểu học Dục Lương, và đều lấy 6 điều tông chỉ trên đây làm phương châm giáo dục. Các thầy, các cô, giáo viên của trường đại, trung và tiểu học, các vị hãy tâm niệm nhiệm vụ giáo dục con em cho mai sau. Đây là công tác thần thánh, hãy dạy dỗ học sinh để chúng trở thành kẻ có nhân cách, tận thiện, tận mỹ, học vấn sâu rộng. Tương lai không thành những thứ lưu manh du đảng, những thứ vô loại trộm cướp, mà là những công dân tốt biết giữ nề nếp quy củ. Hiện tại, nền giáo dục bị thất bại là vì sao? Là bởi vì chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ đã tác hại. Đa số người ta mở trường học là để kiếm tiền, do đó họ muốn có học sinh càng nhiều càng tốt và hủy hoại tông chỉ cao thượng của giáo dục. Các thầy cô thân mến, các vị hãy áp dụng tinh thần coi con em người khác như chính con em mình để giáo dục các em. Trẻ em là tài nguyên của đất nước và cũng là nền tảng của quốc gia. Đất nước mà tài nguyên không đủ, nền tảng không kiên cố thì làm sao trở nên giàu mạnh được. Các vị hãy gắng công. One more time,